Lovely Sài Gòn xin chào các anh chị nha. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Thì hôm nay là một buổi chiều khá là đẹp nha các anh chị. Và hiện tại thì Lovely đang đứng ở đường Hoàng Minh Giám, trước mặt các anh chị đây. Bên hướng tay phải của Lovely á, đây thì nó sẽ đi ra là công viên Hoàng Văn Thụ và ra sân bay Tân Sơn Nhất. Còn cái hướng bên này là sẽ đi bên tay trái đây là sẽ đi ra đường Phạm Văn Đồng, ngã năm Nguyễn Thái Sơn nha các anh chị. Đó. Thì hôm nay Lovely sẽ bắt đầu chia sẻ cho các anh chị những cái địa điểm bán hoa cũng như là tình hình hoa Tết Kỷ Hợi năm 2019. Đó. Thì hiện tại thì Lovely đang đứng ở đường Hoàng Minh Giám, đây là có một công viên rất là lớn, đó là công viên Gia Định. Đây các anh chị thấy trước mặt các anh chị nha. Ở đây là công viên Gia Định. Nó có hai mé lận, mé trước mặt các anh chị đây là mé bên tay trái của Lovely đây, cũng là công viên Gia Định. Và cách một con đường qua bên mé tay phải bên kia cũng là một cũng là công viên Gia Định nha các anh chị. Nó khá là lớn. Thì hôm nay Lovely sẽ cập nhật cho các anh chị những cái địa điểm bán hoa. Ở đây Lovely thấy là bán rất là nhiều hoa cúc nha, mai và còn nhiều loại hoa nữa. Thì hôm nay Lovely sẽ mời các anh chị cùng với Lovely đi tham quan một vòng. Ở đây có một khu, có một cái bạn là khu vực công viên, cấm đậu xe, cấm buôn bán hàng rong. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu dạo một vòng. Hoa cúc, cái chậu rất là lớn. Cũng không lớn lắm đâu. Hôm qua Lovely có hỏi một cái chậu nhỏ hơn như vậy nè, người ta nói là 500 ngàn một chậu. Hoa này thì nở cũng hơi nhiều rồi đó. Ở đây, trong cái khu này bán rất là nhiều luôn á. Anh trai cho em hỏi cái chậu này bao nhiêu một chậu á? Một chiều hai một cặp à, bán là 600 ngàn một chậu phải không? Anh dọn lên đây lâu rồi chưa? Lâu rồi hả? Chú bán đắt nha. Một chiều hai một cặp nha các anh chị. Bên này thì cái chậu to hơn mà cây cao hơn là chắc khác nữa. 1,2 triệu một cặp hoa cúc. Bây giờ đang đầu mùa chuẩn bị giáp Tết cho nên là giá nó có vẻ là cũng đang còn hơi cao. Các anh chị thấy nguyên một sắc vàng luôn á, rất là đẹp. Đây là hoa màu gà, rất là nhiều loại hoa nha. Có hoa hướng dương nữa. Ban tổ chức hội hoa xuân và chợ hoa Tết Kỷ Hợi năm 2019 phổ biến hội quy giữ gìn an ninh trật tự. 200 một cặp. Văn hóa khu vực chợ hoa năm 2019. Cái này hoa bông cúc Thái. Bông cúc Thái hả? Rất là đẹp nha các anh chị. Rất là nhiều màu luôn á. Còn hoa màu gà này là 200 một cặp. Đấy. Đó là một cái số cái thông tin về giá. Về giá cho các anh chị xem ha, rất là nhiều hoa. An ninh bảo đảm an toàn về người và tài sản của đồng bào và du khách đến tham quan mua sắm. Hoa hướng dương. Cho anh chị xem. Văn minh khu vực chợ hoa Tết năm 2019 tại công viên Gia Định. Ban tổ chức chợ hoa Tết năm 2019 yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên. Ở công viên Gia Định thì khá là lớn, rất là nhiều cây. Ngày xưa Lovely cũng hay qua đây để đánh cầu lông, chạy bộ, gọi là công viên cây xanh. Bây giờ thì ở cái mé phía ngoài đường này thì người ta dùng để người ta buôn bán hoa rồi. Đây là trái bưởi, rất là đẹp đó các anh chị. Không biết cái này là bao nhiêu một chậu. Còn bên này là cái mé bên này là tắc nè. Nguyên một cái khu vực rộng lớn là rợp toàn là bóng vàng với lại xanh. Bóng vàng với xanh không, nhìn rất là đẹp. Đây là tắc. Tắc thì không biết là năm nay có mắc không. Đây
người ta đem các cái dụng cụ đồ ăn thức uống nước nước đi để ngủ lại đây luôn. Chắc đây là cái chỗ mà họ ngủ này. Mai đó, một trong những cái không thể thiếu được của ngày Tết. Chú ơi, mai như vậy là bao nhiêu một chậu chú? 3 triệu một chậu ha. À, chú từ đâu lên đây bán? Bến Tre. Ở Bến Tre là nơi là nhiều mai rồi. Đây là 3 triệu một chậu nha các anh chị. Đây bắt đầu là búp này là nợ kịp Tết không anh? Ờ, kịp Tết luôn. À, được uống rất là đẹp nha mọi người. Đường nét khá là đẹp á. Búp nhiều lắm, quá trời búp luôn. Này thì 3 triệu một gốc. Đó, giá mai cập nhật cho các anh chị luôn. À, đây nguyên một khu vực. Nãy giờ là lớp đi đi chỉ mới có chút xíu thôi, chưa có đi nhiều đâu nha. À, thì cái giá hoa này đó tầm khoảng 500-600 một chậu. À, nếu mà chậu lớn thì lớp đi nghĩ cũng phải là 800 một chậu. Đó là cái giá hoa cúc. Giá hoa cúc. À, hồi nãy có chị đó nói là hoa gì, hoa cúc Thái đó, những cái gọi là hoa Thái nhiều màu. Chú đang tưới nước. Chú cúc nhỏ chậu này là bao nhiêu một chậu chú? 260 một chậu ha. À, một cặp 260 một cặp. 260 một cặp chạy ra là tầm khoảng 8. 260 một cặp là 130 một chậu. Thường ở đây khi mà hỏi thì người ta chỉ nói là bán cặp thôi, chứ ít khi người ta nói bán chậu lắm. Đó, nguyên một cái khu bên này, một khu bên này là cúc, khu bên này là cúc. Cúc với lại có ít mai thôi. Các anh chị có nghe loa đang phát thanh không? À, ta nói là bán đúng giá quy định. Đây là quầy thức ăn nhanh dành cho khách đi mua hoa. Các quy định về phòng cháy chữa cháy, nhanh chóng thu hồi và dọn dẹp sau khi kết thúc chợ hoa. Tuyệt đối không để tồn đọng hoa và rác sau 12 giờ trưa 30 Tết. Trả lại mặt bằng để dọn dẹp vệ sinh, phục vụ cho đồng bào và du khách vui chơi trong dịp Tết. Trên đây là những điều quy định trong nội quy. Có cũng khá là nhiều khách tới mua hoa rồi đấy các anh chị. Trong khu vực chợ hoa, ban tổ chức chợ hoa năm 2019 yêu cầu các lực lượng tham gia phục vụ, các cá nhân tập thể nhà vườn cùng toàn thể đồng bào du khách luôn tự giác chấp hành các quy định. Ở đây có hoa lan nữa nè. Nhân dịp năm mới, xin chúc đồng bào và du khách đến tham quan giải trí tại lan rất là đẹp ha. Nhà lớp ly thì ít khi nào mà trưng lan lắm. Mà không biết là giá như thế nào. Nhìn rất là đẹp. Anh chị nào mà có chơi lan thì nhìn là biết ngay à. Cái này bao nhiêu một chậu đó, chú à? Chị, cái chậu vậy là bao nhiêu một chậu vậy? 250.000 một cành hả? Dạ. À. Là 250 một cành nha các anh chị, bán nguyên cái cành rời luôn. Lan thì chưa có bao giờ lớp đi chơi. 250 một cành. Đây có những cái chậu nhỏ nè, có những cái chậu nhỏ. Đó. Đa phần là thấy là khách hay vào mấy cái khu vực có lan này, đặc biệt là những người mà biết chơi lan á mà ghiền luôn. Đó, đây là mới có một mé thôi nha, mới có một mé thôi, hoa rất là nhiều.
sắc màu rực rỡ luôn. Đây là công viên Gia Định nha các anh chị. Hoa màu gà, sao Lovely thật sự là có ấn tượng, rất là ấn tượng với cái hoa màu gà này nè. Cái màu đỏ của nó nhìn rất là đậm. Đây là 8 triệu, này có để sẵn luôn, 8 triệu, này rất là đẹp ha các anh chị. Tám triệu một chậu. Đâu để Lovely chụp lại tấm hình coi. Để có nhiều người đi qua đây dạo chơi chụp hình nữa. Đây cái chậu 8 triệu này, rất là đẹp. Cái này là lan Mokara hả? Lạ quá ha. Cái này cũng lần đầu tiên Lovely thấy á, những cái chậu lan rất là đẹp. Phải nói là đẹp kinh khủng á các anh chị. Các anh chị mà đi ở ngoài giống như Lovely nhìn thấy là còn ghiền nữa. Ở đây là công viên Gia Định nha, mọi người mà coi video của em mà muốn xem thực tế thì chạy ra công viên Gia Định xem, rất là đẹp luôn. Đây là những cái chậu mai nhỏ. Búp rất là nhiều, cái này là nợ đúng Tết luôn nè. À, nhà Lovely thì thường xuyên là ít, không có nào mà chơi mai các anh chị à. Ở khu vực ở bên này thì đa số là mai nha, mai rất là nhiều. Cái mai này rất là đẹp nè, thẳng. Mai thì ở đây là tính tiền triệu không các anh chị, chứ còn trăm là chắc kiếm không có đâu. Mấy chậu nhỏ nhỏ này thôi là cũng khá là mắc tiền á. Tắt những cây rất là cao. Cái mai này lớn lắm nè, tán rộng. À, Lovely lên đây hỏi thì có những cái chậu như vậy là bao nhiêu một chậu? Lên tên điện thoại đi. Búp bây giờ rất là nhiều, đa số máy đây là búp rất là nhiều, nợ là nó kịp Tết luôn. Lovely nghĩ là như vậy. Đi phía ngoài một tí nha. À, phía trước các anh chị đây là có một cái cầu vượt để đi từ cái mé công viên bên này qua cái mé công viên bên kia. À, thì Lovely sẽ đi tới đó để qua cái mé bên kia. Bên mé bên này thì đa số là cúc với mai với tắc. Hồi nãy có quay một số cái lan rất là độc đó các anh chị. À, đây là hoa giấy trông rất là rực rỡ.
Cái đường trước mặt các anh chị đây là đường Đặng Văn Sâm, là đi thẳng ra sân bay. Ở đây có một số cái mai nó đã nở búp rồi nè. Bên này là mấy cái tắc lùng. Lovely sẽ chắc là bây giờ mình đi lên cầu vượt đi. Đi lên cầu vượt đi qua bên kia. Cái khu này thì cúc với mai khá nhiều. Giá thì lúc nãy giờ cũng đã chia sẻ cho các anh chị một số cái giá cơ bản rồi đó. Đây, mình đi phía dưới đi ha. Mình lên cầu sau để Lovely chạy thẳng đi thẳng phía dưới kia coi có rất là nhiều cái xe nó đang xuống mai đó các anh chị. Không khí sắp Tết rồi, rất là rạo rực các anh chị à. Ở bên nước ngoài chắc là các anh chị cũng rất là nhớ tới Việt Nam đúng không? Đây là cái con heo. Họ kết bằng cái tắc đó các anh chị. Có hai con mắt luôn nè. Đó, qua đây cho nó rõ nè. Khá là thú vị á. Chậu này bao nhiêu một chậu á? 500. 500 một chậu ha. Đây chậu tắc là 500.000 nha các anh chị. Tắc thì giá cũng cỡ đó thôi thời điểm này. Bên này có mấy cái mai nó nở sẵn luôn rồi nè. Đi tới đâu là chụp hình tới đó các anh chị. Ở đây họ kết cái bông tắc thành con này là con rồng. Con rồng chứ không phải là con heo nha các anh chị. Nhìn rất là thú vị luôn á. Rất là đẹp. Cũng có ý tưởng đó chứ. Rất là nhiều nha. Trong này họ kết cái con rồng này rất là nhiều. Mai rồi, khu vực này là hết rồi. Bây giờ Lovely sẽ đi lên cầu vượt. Đi lên phía cầu vượt rồi đi qua bên phía công viên bên kia. Có rất là nhiều cái cây rất là lạ nha. Để Lovely sẽ đi để chia sẻ cho mọi người xem luôn. Cái đường ở đây mà không có cầu vượt thì đi qua khá là khó khăn đó. Nhắc tới cầu vượt mới nhớ tới cái vụ tai nạn giao thông mà có cái cầu vượt rồi. Nó, cái lối đi nó ở dưới cái đường luôn các anh chị. Đây đứng ở trên quay cho các anh chị xem một xíu nha. Ở đây mà chụp hình thì lớp đi thấy là cũng khá là ổn á các anh chị à. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia ha.
công viên Gia Định này rất là lớn. Ở bên này có mấy cái con rồng lớn luôn nè. Có rất là nhiều người đang chụp hình. Rồi bắt đầu mình đột nhập vào phía trong công viên, phía trong này, phía mé bên này. Tắc, rất là nhiều tắc. Tắc thì khỏi nói rồi. Mấy cái cây người ta trùm này là cái gì nhỉ? Giống hoa đào phải không? Chưa thấy bông. Ủa cái cây tắc này lớn các anh chị. Đó, một khu rộng lớn luôn, là ở đây có ướt. Đây, vô cái khu bên trong này là các anh chị sẽ thấy có nhiều cây nữa, có nhiều loại cây nữa. Mai thì Lovely chưa có chưng bao giờ, mà đào thì lại càng chưa bao giờ chưng. Đây các anh chị, năm nay ở đây có cả đào nữa. Đẹp quá ha. Thật ra nhìn nó cũng giống mai. Nó nhiều nhánh hơn, với lại cái bông nó màu hồng thôi. Khá là nhiều mà nhiều đào. Không biết đào là bao nhiêu một chậu nha. Một gốc như vậy là bao nhiêu? Có chú này mới mua một gốc đào này. Một gốc đào như vậy là bao nhiêu á chị? Có 1 triệu mấy thôi. Thì mỗi size, mỗi dáng khác nhau. Mỗi size, mỗi dáng khác nhau ha. Như đào bonsai thì chỉ có 2 triệu mấy thôi. Còn kiểu gốc dáng bonsai là 2 triệu mấy. Còn mấy cây này chỉ có 1 triệu mấy hoặc 1 triệu. Tùy theo nha. Tùy lại là tùy lại đúng không? Giá khác nhau. Cảm ơn chị. Đấy, khoảng chừng 1 triệu mấy, 2 triệu cũng có nha các anh chị. Nhưng mà đào thì chắc là mình nghĩ là ở đây thôi nha, không biết là ở ngoài kia thì như thế nào. Đổ về giá với mai thì chắc là sẽ không lại đâu. Mai có những gốc mấy chục triệu, cả trăm triệu lần. Ở đây là bưởi. Ở đây có bưởi nha. Chụp hình 10.000. Ở đây có chụp hình 10.000 nữa các anh chị. Ở đây đứng này có lẽ là bưởi diễn á các anh chị. Đó, rất là đẹp. Phía trong này là người ta dựng một cái nhà người ta bán thức ăn nữa nè. Rất là thơm nha. Vào đây cái mùi hoa đồ nó thơm dữ lắm. Ở đây toàn tắc không.
đó, và các anh chị đi vào công viên gia đình mua hoa, chụp hình, thì hai bên đều có một cái quầy ăn thức ăn nhanh để cho các anh chị đi một hồi đói khát nước thì đi thẳng vào kiếm gì ăn uống rồi tiếp tục chơi tiếp, rất là thú vị các anh chị à. Đây như vậy là Lovely vừa mới chia sẻ cho các anh chị toàn cảnh cái chợ hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tại công viên Gia Định, và sắp tới thì Lovely sẽ cập nhật thêm những cái địa điểm bán hoa Tết nữa để cho các anh chị có nhiều thông tin hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn trong cái việc mua hoa trên Tết. Thì đến đây thì Lovely cũng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hy vọng là sẽ mang lại cho anh chị những cái cập nhật mới nhất về những cái hình ảnh của Tết Kỷ Hợi 2019. Chúc các anh chị có một ngày thật là nhiều niềm vui, và đừng quên ủng hộ cho Lovely Sài Gòn nhé. Những cái bình luận góp ý của các anh chị nó sẽ là cái cơ sở để cho Lovely hoàn thiện hơn trong cái những cái video sau này. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.